trái phiếu của nếu được Sài Gòn Bank bảo lãnh, thì họ có thể yêu cầu Sài Gòn Bank thi hành nghĩa vụ bảo lãnh thanh toán cho. Thì các nhà đầu tư, các trái chủ có thể đến Sài Gòn Bank và yêu cầu họ phải thanh toán, phải thi hành nghĩa vụ bảo lãnh và thanh toán cho các nhà đầu tư. Thế nhưng mà hiện nay thì Sài Gòn Bank cũng đang bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Nên nếu Sài Gòn Bank có bảo lãnh thì việc Sài Gòn Bank thi hành nghĩa vụ bảo lãnh là bất khả thi. Còn nếu trái phiếu được bảo đảm bằng tài sản bảo đảm thì việc thanh lý tài sản bảo đảm cũng không có cửa, vì có thể hiện tại các cơ quan điều tra đang niêm phong tất cả tài sản của Vạn Thịnh Pháp, mà theo ngôn ngữ pháp lý của Việt Nam thì gọi là kê biên. Nếu mà tài sản mà bị kê biên thì các nhà đầu tư cũng không thể nào mà yêu cầu nhà phát hành Vạn Thịnh Pháp hoặc là ăn công ty An Đông phải thanh toán, thanh lý tài sản bảo đảm để mà thanh toán cho họ. Thành ra tôi nghĩ rằng vị trí của các nhà đầu tư hiện tại là rất mỏng manh. Thế thì cái mà tôi cũng muốn trao đổi thêm ở đây là các nhà đầu tư cũng không thể trông chờ được công ty bảo hiểm quốc gia thanh toán cái số tiền mà mình đã mua trái phiếu cho An Đông. Mặc dù những trái phiếu đó có thể được Sài Gòn Bank hỗ trợ trong việc phân phối và bán, thế nhưng mà cái người mà chịu trách nhiệm về cái trái phiếu đó không phải là Sài Gòn Bank mà là công ty An Đông. Mà công ty bảo hiểm tiền gửi quốc gia của Việt Nam chỉ bảo lãnh bảo hiểm cho những tiền gửi tại ngân hàng mà thôi. Thành ra các nhà đầu tư và trái phiếu của công ty An Đông không thể có một cái hy vọng là sẽ được công ty bảo hiểm tiền gửi quốc gia thanh toán cho mình. Và trong một cái tình trạng mà có thể nói là tất cả mọi cái đang đi vào ngõ cụt như thế này, thì đây là cái điều mà tôi khuyên các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư nên thông qua người đại diện nhà đầu tư, tại vì chúng ta biết rằng trong quy định về phát hành trái phiếu thì có quy định là nhà phát hành và các nhà đầu tư phải có một người đại diện cho các nhà đầu tư, các trái chủ. Và cái nhà đại diện này có thể thay mặt các trái chủ để có thể yêu cầu nhà phát hành phải đáp ứng những yêu cầu này, những yêu cầu kia. Thế thì các nhà đầu tư, các trái chủ nên liên lạc với người đại diện nhà đầu tư của các trái phiếu phát hành bởi công ty An Đông. Và cần phải có cái sự tư vấn của họ. Và thông qua họ thì các nhà đầu tư có thể có những cái yêu cầu, chẳng hạn như phải thanh toán tiền cho tôi, phải mua trước hạn những cái trái phiếu mà tôi phải mua lại tất cả những cái trái phiếu mà tôi đã mua từ công ty An Đông, cũng như là tất cả những cái biện pháp khác. Nhưng mà việc này phải làm ngay. Trễ một ngày là rủi ro thiệt hại tăng lên. Vậy thì cái điều mà tôi khuyên các nhà đầu tư đã mua trái phiếu của công ty An Đông là phải hành động này.